mình vừa làm xong món canh mướp hương này với nạc và thịt băm này, nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Canh này đảm bảo vừa ngọt vừa thơm vừa ngon ạ. Hôm nay mình sẽ làm cái video về món là canh mướp nấu với nạc và thịt băm nhé. Nạc thì các bạn ngâm cho mình nhé, với nước nóng khoảng 20 phút trước khi mình làm thôi. Rồi mình tẽ cái vỏ nạc này đi và mình giã làm nhé, hoặc là xay. Thịt băm này băm nhỏ nhé, một ít hành lá này và hai quả mướp, các bạn cắt những khúc dày khoảng 0,7 đến 1 cm này nhé, ruôi ra để nhìn cho nó đẹp miếng. Và bây giờ mình sẽ đi tẽ cái vỏ nạc và mình đi xay nạc nhé, hoặc là giã này. Khi nạc tách hết vỏ rồi nhé, bây giờ mình bỏ cái vỏ này đi và mình đi xay cái nạc này nó dập nhé. Các bạn dùng cho mình ở đây chỉ khoảng 30g nạc và 30g thịt thôi. Thì mấy cái hai quả mướp nhỏ nhỏ này thì bát canh của chúng ta nó sẽ rất là ngọt đấy. Vừa đợi mình xay nạc đấy nhé. Khi mà xay xong ấy, nạc đây các bạn nhìn này, đây là đông phộng ấy. Xay xong rồi bây giờ mình đổ ra cái nồi nhé, đổ ra cái nồi để mình mang đi nấu, cho thêm ít nước vào nhé để mình mang đi nấu cái phần nạc chín. Món này không cần thịt băm cũng được nhé, chỉ cần nạc thôi. Còn nếu bạn nào thích ngon hơn thì cho cái thịt băm như mình. Bây giờ mang đi nấu nhé. Các bạn nấu cho mình từ 10 đến 15 phút để cho cái phần đậu, phần đậu phộng này hay phần nạc này nó chín ấy, chín tới. Sau lúc đấy mình mới cho thịt vào nhé. Và khi nước sủi mình mới cho thịt vào. Thì là nạc đã xay nhỏ như này rồi, hay đậu phộng đã xay nhỏ như này rồi, nên nó chỉ mất từ 10 đến 15 phút là nó chín tới thôi nhé. Khi nước sủi như này và sủi được khoảng 10 phút rồi thì các bạn cho cái phần thịt băm vào nhé. Với nước sủi thì mình mới cho nhé, thì thịt của chúng ta nó sẽ ngon hơn nhé. Và các bạn cho mình thêm một chút gia vị vào. Món canh ngọt hơn thì cho thêm nửa thìa cà phê bột ngọt và hạt lêm nhé. Một chút xíu muối đấy ạ, 1/3 thìa cà phê muối đấy ạ. Rồi thì nó trước khi tắt bếp thì cho ít bột ngọt và nước mắm nữa. Đun thêm 5 phút nữa thì mình mới cho sốt bọt ấy, mới cho nước vào. Và trước khi tắt bếp thì cho hành lá và mắm và bột ngọt. Mắm chỉ cho một chút xíu ấy. Chút cái bọt này. Mình nên làm ít canh để cho nó đặc, cho nó sền sệt. Các bạn có thể cho nhiều nước thêm nhé. Và bây giờ các bạn cho mướp vào cho mình 15 phút rồi. Cái mẹo để cho mướp của chúng ta nó không bị thâm ấy, là các bạn phải cho mướp vào khi nước nó đang sôi sùng sục nhé. Thì nó sẽ không bị thâm mướp ấy. Đun sôi từ 2 đến 3 phút nữa là được nhé. Mướp nó rất là nhanh chín và nó lại giữ nhiệt đấy, cho nên các bạn chỉ đun như vậy thôi, không là nó sẽ bị nát ấy. Và riêng với món canh mướp này không xào thì nó, còn nếu mà xào thì nó sẽ hơi nát đấy, còn các bạn không xào thì nó sẽ đỡ nát hơn đấy. Đun sủi từ 2 đến 3 phút là được nhé, sau đó nêm lại gia vị và cho hành lá. Trước khi tắt bếp này, thì các bạn nêm lại gia vị này. Chỉ khoảng nửa thìa cà phê nước mắm này cho thơm này, 1/4, 1/5 hoặc là 1/5 thìa cà phê bột ngọt, một chút xíu không đáng này. Hành lá này cho nhiều một chút cho màu canh nó đẹp, mà hành lá rất là tốt, nhiều vitamin C. Rồi giờ mình tắt bếp nhé, mình đã có món canh mướp đấy với nạc đấy. Mình định làm món này lâu rồi, nhưng mà hôm qua là mình không có
thời gian nên mình có mỗi thịt băm. Có bạn bảo là mình làm mới làm, đúng là mới làm thì nó lại có cái vị ngon khác ấy. Nên hôm nay mình cũng còn hai quả mướp thì mình lại làm tiếp món này với nàng. Có lạc cái nhìn bát canh nó hấp dẫn hơn, mà bát canh nó đặc hơn này, bé ăn được cơm thì rất là ngon ạ. Mình nấu này mình hay hướng đến nhé, à, bé nhỏ nhà mình nghĩa là người lớn ăn ngon, trẻ con ăn cũng ngon. Thưởng thức và dùng video nhé. Món canh này mình đảm bảo với các bạn nó rất là ngọt và mát và thơm ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.